Xin chào anh em. Hôm nay Deva Shop giới thiệu 10 mẫu bật lửa có tiếng hay nhất tại Deva trong thời gian gần đây. Mình chọn ra 10 mẫu bật lửa mới nhất và tiếng hay nhất hiện tại. Thì cái đầu tiên phải nhắc đến cái đu bông D122 này. Màu đen bóng rất là đẹp và những cái hoa văn đường led của nó cực kỳ tinh tế luôn. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái bảng giới hạn. Đây là đu bông bảng giới hạn anh em nhé. Tiếng mở nắp rất là nhẹ. Mình chỉ cần mở nhẹ nên là tiếng đã lên ngân rất là hay rồi. Đó, đây là đu bông D122 anh em nhé. Cái đu bông thứ hai là đu bông 007. Đu bông 007 màu vàng. Đó, đu bông 007 màu vàng. Đó, mở nắp rất là nhẹ và tiếng ngân cực hay luôn. Cái đu bông tiếp theo là đu bông D38 đen xước. Mình sẽ test lần lượt tiếng của các loại đu bông cho anh em nhé. Đó, tiếng cực kỳ hay luôn. Càng dùng bật càng hay và đó. Đu bông D38 đen xước. Tiếp theo mình test cái đu bông D45 vàng hồng. Ngoài vẻ đẹp của nó ra thì con này cũng tiếng rất là hay. Đó, đu bông này là đu bông D45 vàng hồng anh em nhé. Tiếp theo đu bông 007, đu bông điệp viên 007 bánh đá hình viên đạn. Đó, góc cạnh 007 cực kỳ đẹp. Quá đẹp luôn. Lưu ý anh em là anh em khi xem cái sản phẩm này thì hãy để clip ở chế độ HD nhé. Tiếp theo em sẽ mở cái đu bông D24 vàng xước anh em nhé. Đó. Đu bông D24 này ngân có chiều sâu hơn anh em nhé. Đây là đu bông D24. Đây là đu bông D26 anh em nhé. Hoa văn Kazo. Rất là hay.
cực kỳ đẹp và hay luôn. Đu bông D26. Còn đây, đây là đu bông D72. Em làm clip từng loại đu bông có nói mã cho anh em nhé. Anh em nào thích cái sản phẩm nào thì hãy đọc mã sản phẩm cho em nhé. Đây là đu bông D72 anh em nhé. Tiếng của những loại đu bông này thì rất là hay rồi. Còn anh em chọn mẫu mã và kiểu dáng như thế nào thì còn tùy anh em. Con này ngân rất là hay. Nó ngân rất là sâu. Đây là đu bông D60. Hoa văn cực kỳ đẹp. Đó. Còn con cuối cùng, đu bông D21. Họa tiết hoa văn thì nó được khắc sâu thân của bản lửa, cả mặt trước cả mặt sau luôn. Làm anh em cầm thì có cảm giác rất là ma sát luôn. Đó. Đây là 10 mẫu vật lửa đu bông mà thì Va Shop chọn riêng cho anh em. Còn đối với anh em thì thích cái mẫu nào thì còn tùy anh em chọn. Đó. Đây là đu bông D122 này. Đu bông D117 007 có viên đạn ở lỗ giữa này. Đu bông D38 này. Đu bông D75 vàng hồng này. Đu bông D24. Đu bông D60. Đu bông D21. Đu bông D06 007 bánh đá hình viên đạn. Đu bông D26 Caro. Còn đây đu bông D72. Đó. Anh em nào thích thì có thể comment số điện thoại cộng với mã của sản phẩm. Đó, để Va sẽ làm cái clip test riêng từng mẫu cho anh em, gửi riêng anh em. Đó, cảm ơn anh em rất nhiều.